Hello, I'm Ninchi. I'm 8 years old. I like swimming. Dù sơn lại thu đông thì mình vẫn thích bơi. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một cách này rất là quan trọng khi bơi sông nha. Bơi sông thì phải chú ý cái này này. Nếu bạn nào mà đang bơi rất là hay, tự nhiên nó bị trượt nút chân này hoặc tay này không bơi nổi, thì các bạn bình thường là các bạn hãy dùng những cái chân còn lại để đạp, hoặc cái tay còn lại để đạp ra sức vùng vẫy để lên bờ, được không? Bạn như thế nó lại càng thêm thì chúng ta không được như thế. Chúng ta phải bình tĩnh, thật bình tĩnh để nổi nhá. Chỉ đỡ lấy những cái tay chân còn lại thế này này. Hoặc bạn nào biết bơi mà cũng không được vùng vẫy như thế, rất càng thì chúng ta hãy để yên, lấy thật nhiều sức. Như thế là nó sẽ nổi được. Nhiều lần mình làm thế, mình muốn tí xuống dưới nước nhưng mà có bị trà lên không cho mình chìm. Và lúc đấy mà mình không đeo phao nha, để mình làm lại cho các bạn xem này. Đấy, mình đạp chân nhẹ nhàng, chỉ được thế này. Như thế các bạn làm được không? Chỉ được vùng vẫy như thế. Nếu mà hết oxy trong người ấy, các bạn lại ngẩng lên, hít hơi thật mạnh rồi ngã xuống tiếp. Chứ bạn nào ấy mà cứ vùng thế nó lại chỉ tìm đấy các bạn ạ. Mình xin cho các bạn xem những ngày bơi và lần bơi của mình. Những lần này mình sẽ dạy cho các bạn cách bơi này. Một, bơi ếch. Chúng ta sẽ hít sâu như nó trôn. Đứng im, hít sâu rồi lên xuống. Đấy, các bạn hiểu chưa? Đây là cách bơi ếch. Có tên nữa là co bẻ đạp. Co bẻ đạp. Các bạn đây để mình làm lại nhé. Bây giờ này. Co bẻ đạp. Bơi chó mày bơi mèo thì ra đây mình chỉ cho qua luôn. Cách thứ hai là bơi chó. Bơi này thì bạn nào cũng quen đúng không? Bơi mèo thì thế này này. Bơi mèo thì nó như thế đấy. Bơi xả thì bạn nào chưa biết thì vào đây nhé. Bơi xà. Tiếp tục mình làm mẫu lại cho nha. Các bạn ở nơi này xong rồi chân sẽ thế này, xong rồi lúc bơi thì nó phải đạt hết sức.
Thế này mình làm này để đây nha. Bạn nào mà mỏi thì hãy làm như mình bơi chưa xong thì cũng hay bị mỏi. Mình tạm biệt các bạn. Video của mình đến đây là hết rồi. Và hẹn các bạn vào video sau nha.